mình biệt biệt cái này rồi mình nằm mắc nơi dịch đầy sọc nên chỉ mua lật than xong được thiệt của mua lật than xong được thiệt tiền bị phộp lốt này gì chỉ ruộng đó cứ tha sạc con lốt tầng mua nâng ạ à. Mình tha bật tê na thế cứ đã ôi tầm mình biệt biệt cái này cứ nằm mắc nơi sọc à nâng hay cái nông xong nâng có chân này bật bật đâm hay đâm tiền sọc khá sang khét xa xa một ký ca để ruộng ruộng xong rụp ruộng Phật Đà Bà Rà Sát Bùl Mì nâng cứ thà nòm mọc nâng sức đầy sọc nâng chân sông và nhiệt nhôm bàn chô ruộng và đo sức đầy sọc ao bật xong ta mà dạ ca chô ruộng co sang sử nạ nâng sông khăn à kia sở tìa ta mê theo ví sọc khăn sáu á tự kê chở tệ chôn nẹ miên prạc nhá ta anh bật đo nâng sức đầy sọc ao đo nẹ đà tề hay sẽ đầy sọc nô nâng bắt đó mọc dương vinh chẳng á nâng chân ban phụt bò sát dương bờ dương tên cổ hô tên bắp bởi chết nâng sạc xa bị chất bắp cam phol ở bắp tới cơ thà rô cả lãnh chú lô khá nê ọt cao tê thì bố ấy bố ở vây sát tới chìa cam nhận nhóm chìa cam bên này thà ẩm bơ đầy dương phớ nâng miên phol chân khá nông phụt sát ná cứ bổn phật bằng nai non thật sự thề nâng miền buồn, tham à rầm lệch này sẽ đây tận nâng tích anh nhận nhom bàn đằng tìm mũi hà thật cam mà sự thề nhận nhom để sử dụng những từ phi mặt bằng trời tìm mũi cam mà sự thề cam mà sự thề nó prai thật chưa cam miền này thầm bơ à vậy để dân thưa tụi bon cái đói bám cái đói cứ tha vì chỉ ẩm bơ cầm thay tì pí vị bạ cả sự thề chưa tha miền phò này ẩm bơ cầm nừng từng pí mộc nưng à chuyện này mũi tha thưa bon thưa báp bàn bám phần nào lớn nưng cái nẻ khá cái đồ bờ rô nưng tới cái tha phụ bon bàn bon phụ ba bàn lùi nhỉ bây giờ về học khởi đã thật thứ ba bàn ba bây giờ thứ ba bàn lùi tại chứng về phụ ao sạch thề nưng cứ miên ca sạp bổ sạp miền này thà bị học bàn kịch ở chỗ ba lo ấy tới nông chấm nội đại thà về miền tô miền phò này bơ cam ấy nưng học nưng ti pì bổ ti bấy cam mà sạch ta sạch thề cảm sắc ta sát thế nó chưa ta sát lục nó mình nè cứ miền ca bổ bật tự tam mầm nại này cam đang à cứ tha dương từng ao mà phu mà sọc ấy nó về miền nè miền nè cro miền nè chư tràn miền nè chư tinh miền nè phu miền nè tiệp miền nè sát miền nè mình sát mà lục cột ong bầm man bầm mũi ong là lời kề nó miền là ong kêu mấy quân mũi nó để sát chiên kề mà đang à đang nè nâng mò về ấy tham máu pi cam rồi bọt sạt luôn nó cứ sần xăm máu sinh thế này anh em tại sao ông kêu miền cam là o tới có thôi ở lúc sát chiên kê tới thế này anh em hay tập khăn số ba ấy cho môi lâu dần mạch cái bố chỉ ca sần xăm xem sinh thế này ở chia sẻ bong nè nó ở kia lên mua bê mê con đâu có tên tập bì ong nữa nhớ nâng hay tao tì buôn tạ tha kẻ tạ bố thì sẽ thề á bố cứ tha chứa tờ lơ ca tra đâm bò phổ phút đã dân từng ở kia tên bị khẩu xa mà nay ba sọ ba sẽ cá bởi công chứa tờ phổ phút tra đâm nông lộp nâng Sman the young chang bua. Hai sman the yên yêu mao cho room, a kirk a crane chung, mene yên yêu mene. Chưa đấy, chưa tập a put me in nick nong long nanger. Chưa tập a tour me in there. Me in the song me in me in there. Me in nanger young chưa nanger hát tat 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 à vậy để dân bàn phứ về chuyện riêng bao dân nẹm nẹt ăn ăn để na
từ từ tua chấm nua bàn thế bà ta thôi bá con nâng từ tua phật cứ sực đầy tục hay bà ta thôi bón nâng bàn từ tua phật cứ sực đầy sọc nâng à hai dương riêng le nhiệt nhôm cao bởi dương sắc xa bà thua vô đăng ẩm phi chụp bạp cam phật tới dương riêng le tích tích tờ chìa bà xe rương bạc can nâng tầm đoàn can vật kê vật anh ấy chân nâng miền à lâu nâng khơi ta thòm thòi tràn nói mình miền ca rư an ấy thế xâm bây đạ bạp bà xong gọi ọt miền rơ thả vật kê vật anh đây miền nhôm nhôm dây mũi nâu khai các bà dương đấy nâng gọt bà can gọt chăm đạ bạp mục tè gọt nâng rõ ngày nhôm chăm sẽ đạp rừng nâng đấy nhôm chè ta chọn ai nữa mong mà nói nâng ấu nâu mọc đắp ông kru tha ai dương rập bát chẳng nơi cua xong đây nâng miên nhôm gì mùi nó quật bạc căn tha bờ cào kỳ vật ánh cất ọt đạp bát tê tại sao nực hơi ngày ni miên rập bát chẳng tới có thơm mà nực hơi rương nâng ấy hay đọc về ngày mùi nó nhiệt nhôm cất đã tới đợt ngày mùi nước luôn để cất chừng năm mục nước ọt tự nhộm ọt tự hay cất chơi tới chô trăm dân tới trăm phong lũ phong hay đọc về móng về kia đài hay về cọp chuồn về nước luôn đằng vọt nam mà thế mình men chỉ vọt bọt cọt phong nâng khơi như vậy nâng cam chan treng trang có nực thật kê prong chăm đạ bát có chôl tử chôl tới dây nâng ọt đạng thư ấy gần ọt đạng hay lúc chơi thật ngọt chố hay bởi vì bị rương lộn dưới ngầm sọt nha nhôm chô chăm bài nữa sọc nâng chuồn ca nâng nè hô nhơ nhiệt nhôm hô nhơ hay bà riêng sau bà đôn thì tiết cho cô mà rầm bích nâng hay dần nhộm ông khá tới sau cuộc phim là o tới có mình ấy đi chê tới châu ban cái lạc mong ấy chân tư nâng à cầm sát á bình dây tư hay chuôn cao nâng kê toán kê prap tư hay chuôn cao kê mình toán kê prap tư à nâng là o tới bình dây nhôm khá ọt prap tư toán kê mình prap à mình toán kê mình prap chẳng ai không chô bạch như hồ như anh em bà ban đó mình ấy chôn cao ọt tiệt hay đào ọt chẳng bịa thần nọp chương bài chương ấy tê hay à lời nước miên cao su từ tiệt nhôm khắc bạc căn tập bịa nọp chương bài chương nó mình đạo ai tiệt nên mình sọc dương ấy tê nè nâu nó đi nên chẳng hay xong ai nhiệt nhôm bột bò sạt nâng bàn triệt thà lục dây mình nè nâng đào tự khơi lục màu chấn con ọt đạn cắt ọt đạn tới lục cái trẻ chô mơ mục dây nâng lăng lòng hay rồi tới rương bật đó nhiệt nhôm mình men lực đầm bay thảo nhiệt nhôm sao sợ bài gì thế rương bật đào về cắt mơ mục tông cắt thắng men mục lục vật ăn phỏng chân ăn ọt đạn đào chân tới lúc có chạy tới trong chỗ lúc đọc về kia mau mình tên lúc thắng anh chấm mơ thôi ở trên dây nâng mà đò mà đạm đá kia mau hay rồi lúc nào bán đá chấm mơ dây nâng à lúc có chọn trên dây có chọn trên lúc đấy và mình lúc vật anh đã hay lúc thắng chấm anh chỗ tờ dây nâng bán đạm bà đọc về chân tới đọc dây nâng về kia mau về tới quật ọt khơi lúc vật quật kết lũ lúc nâng à nâng cái dân đó sẽ đầy sọc ở lâu nâng đó tự dân khơi tích tập hiếp sọc bọc sát bạc chân tớ dân mà chắc sẽ thê nâng sẽ bài chật đi dân nam mình vật bòi cha nâng cái chân này nâng cái thạc ca nà bởi dân chô ruông co sang cột chùl xì nà sẽ nạ xong tới ngày cao mà tiết dân máu khơi lâu cuồng nâu sru khơi lâu miên sẽ đầy sọc dân để ban chô ruông tổ bây tịch tràn ấy cơ dân sợ bài chật cho mùi lục này mình chẳng hãy nhận cho mình ấy nâng ấy dân sợ bài chật chân chui thơm nè mà lan bì lan đọc lan có bàn ai ta ai chui bàn nâng ấy chui bàn bình vọt tờ hay cột ấy nâng có chui nâng thơm mạch ai
phật sang lục bàn quăng nơi chỉ sọc anh em thấy riêng riêng mùi tiền nhiệt nhôm pe để nhiệt nhôm từ lập từ vinh dương miên cũng nọt hai bà che sửa xe ở xóm bà mình che thế cái ok anh chui sửa xe chẳng khác tới thay dương bàn châu rùm ấy khác anh em pi mà chín năm thơ mà chín năm nhiệt nhôm mục sa mục đẹp bon anh em nàng bon cái lại ná có khơi ngay nàng nhôm khác nó sờ mấy tờ trang lần ngày nếu mà khơi nó đi tiền chẳng khơi tham mà khai nó khơi khơi đa thơ tập bon nàng tập bốn dương thật đa là lớn vì muốn thật đa thơ bon là lớn men đa thơ bon này ruột thơ bon để vô bon nâng tràn pe chẳng tờ ruột bằng toàn bon mày nói vậy không nè ô chỉ là nè khó tiếc nàng chỉ là nàng chỉ là thơ bon chẳng ban mà bị ấy mà bị nhận nhôm số bài chết tre o đi đi tha vây vây từng o អាចកោលោកោសាពេញបហាយៈគៈនៃយ៉ាងរបស់ទាំងអស់ញាតញោមត្រប់សម្បត្តិជាចលនៈត្រប់ក្តីអាចលនៈត្រប់ក្តីគឺត្រូវលះបងនៅលើលោកនេះហើយចាញ់ទៅអត់បានយកអីទៅសំបីម៉ាស៊ីនមកកនឹងក៏អត់បានយកទៅដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះអង្គថាត្រូវជញ្ជូនត្រប់ដែលកំពុងភ្លើងឆេះនឹងឲ្យចាញ់ផុតពីកន្លែងឆេះនឹងទៅឆេះអីឥឡូវឆេះអីសោះក៏ប្រែប្រួលអស់ទៅជាសមិញបាក់ សាជ្រាវជ្រួយកំឡាំងទៅក៏ទុបពលភាពនិងមានបញ្ហាជំងឺដង្កាត់អីសពគ្រប់ប្រការនឹងជាភ្លើងហើយញាតញោមភ្លើងចាស់ភ្លើងជារីភ្លើងឈើហើយទីបំផុតស្លាប់ទៅអត់មានបានយកអីទៅទេអាចិរង្គវេតយ៉ាងកាយោបដ្ឋវឹងអតិសេសិទ្ធិឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្គវកលង្ករង្គ កាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រហើជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលហើយក៏ដេកសង្កត់នៅលើផែនដីនឹងដូចជាអង្កត់អស់រូបប្រយោជន៍គ្មានឡើយគេនេះវាមានតែសេចក្តីល្អទេដែលមិនចេះចាស់មិនចេះឈឺនឹងហើយអាចជាឧបនិស្ស័យនឹងហើយបន់នឹងញាតញោមអត់ចេះចាស់អត់ចេះឈឺទេនឹង សេចក្តីល្អគុណធម៌នឹងពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងសតាញ់ចធម្មញ្ញអ្នកជារាំងឧបេតិគឺថាមិនឈានចូលដល់ការចាស់ជរាព្រះធម៌នឹងញាតញោមគុណធម៌សេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើនឹងមិនឈានចូលដល់ការចាស់ជរាទេហ្នឹងហើយគឺថាសូមឲ្យញាតញោមបានសន្សំសេចក្តីល្អបានជាឧបនិស្ស័យយើងមើលប្រវត្តិសាវកសាវិកា ភិក្ខុនៃភិក្ខុក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងគម្ពីរអបទានហើយនឹងអេតតគៈភិក្ខុយើងមើលនឹងភិក្ខុអង្គខ្លះអ្នកខ្លះបាសកបាសិកាអង្គរូបខ្លះនឹងធ្លាប់សន្សំឧបនិស្ស័យក្នុងការបំពេញបុណ្យនឹងតាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធសិក្ខីព្រះពុទ្ធវិបស្សីព្រះពុទ្ធអង្គនេះអង្គនោះប្រមាណ94កាប់មុនគឺថារហូតមកដល់សម័យព្រះពុទ្ធសម្ណៈគោតម បានបនបារមីអភិនិហានឹងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យភិក្ខុអង្គនោះធ្វើឲ្យអ្នកនោះជាបាសកបាសិកាបានទទួលនៅគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងអាចនឹងជាអេតតគៈកំពូលលើសភិក្ខុភិក្ខុនៃឬក៏បាសកឧបាសិកាផ្នែកណាមួយទៅទៀតនឹងដូចយ៉ាងនាងសុជាតានឹងឬក៏នាងវិសាខាឬក៏លោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិតឬក៏ ភិក្ខុដូចជាលោកម្ចាស់អណ្ណនលោកម្ចាស់សរិបុត្រលោកម្ចាស់មុគលៀនលោកម្ចាស់កាសបៈជាដើមដែលយើងឃើញថាសាវកសាវិកានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងសត់សឹងតែបានសន្សំឧបនិស្ស័យពីសម័យពុទ្ធមុនមកចឹងហើយបានសូមឲ្យញាតញោមពេលនេះគឺយើងសន្សំឧបនិស្ស័យល្អឲ្យបានច្រើនហើយសប្បាយចិត្តនៅក្នុងអត្តភាពមួយដែលយើងបានធ្វើហើយទិសដៅដល់ធំទាំង ទាំងអ្នកបួសទាំងបាសកបាសិកានឹងគឺដើម្បីរួចផុតចាកទុកអំពីលោកនេះនឹងអាត្មាតែងរំលឹករីរឿយអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទទុតថគមនីអភ័យដែលមានការសន្សំដោយកំណត់ហេតុនឹងពេលដែលព្រះអង្គមានអាពាធប្រឈួននឹងពេលដែលចាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងព្រៃ កន្លងទៅយូរថ្ងៃខែឆ្នាំហើយក្តី ឯនឹងប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វាន
ព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គប្រឈួនព្រះអង្គទៀបនឹងសោយទីវង្គួតអត់ទោសមិនប្រេតនៅពេលទេព្រះបានទុតថាគាមនីអភ័យនឹងគឺថាអាថាម៉ាត់មានបាយជាប់តាមខ្លួនមកទេអាម៉ាត់ថាមាននៅនឹងជីកន្សែងនឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គប្រេជានឹងថាលើអាម៉ាត់អាចបាយនៅជីកន្សែងនឹងជាបួនចំណែកអាម៉ាត់ឆ្ងល់ភ្លាមថាជីវិតមានតែ3ទេហេតុអីបានបាយដល់បួនចំណែក នឹងជីវិតមានជីវិតព្រះអង្គមួយអាមាត្យមួយនឹងសាច់មួយអញ្ចឹងបានព្រះរាជាថាអ្នកជួបប្រកាសផត្តកាលចុះបាននឹកឃើញដល់ព្រះរាជាចង់ដាក់បាត្រលោកនឹងអាមាត្យក៏ក្រោកឈោបានប្រកាសកណ្ដាលព្រៃនឹងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនហើយផត្តកាលដល់ហើយសូមលោកម្ចាស់និមន្តមកបិណ្ឌបាត្រចុះគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមគ្រាន់តែអាមាត្យនឹងប្រកាសកណ្ដាលព្រៃប៉ុណ្្នឹងលោកម្ចាស់មកអង្គ នឹងលោកមានការគួងនៅលោហៈប្រាសាទហ្នឹងពលោកជាព្រះអរហន្តលោកជ្រាបចិត្តអ្នកដតីហើយនឹងដល់តែជ្រាបចិត្តអ្នកដតីក្រំព្រះរាជាចង់ដាក់បាត្រហ្នឹងលោកក៏បង្អោនចិត្តមកនឹងមិនមែនមកតែចិត្តទេមកទាំងរូបកាយទៀតបង្អោនចិត្តមកស្រាប់តែមកឈូននៅនឹងចំពភៈចំមុខព្រះរាជាហ្នឹងបានព្រះរាជាកែហមាថាឃើញទេយើងថាមានហើយលោកហ្នឹង นั่งเฮ้ยก็ดักบาดเตยอยู่จุ่มในแต่ครวงนั่งดักบาดลูกนั่งดักเตยสลับแต่จัดนั่งเชียร์ทลาเป๊กบักลวนไอ้แต่บ่มร่องนั่งนั่งซอยนั่งแต่ยาฮานั่งก็ดักบาดลูกแทนตัวเตยเตยให้อามาดนั่งเคยไปเรียนได้นั่งอัดบาดได้ได้เตยให้ใส่นั่งเคยจะได้อ้อเตยก็สมได้อาการะดูจังดักบาดดักตั้งอ้อเห็นยมดักตั้งอ้อนั่งให้เตยก็ลูก លោកក៏ស្រាប់តែបាត់ពីព្រៃនឹងទៅឆាន់នៅឯកុតនៅក្នុងលោហៈប្រាសាទនឹងទៅហើយនឹងឲ្យព្រះរាជានឹងអាមាទៅក៏អង្គុយសង្ងាត់សង្ងោចក្នុងព្រៃនឹកក្នុងចិត្តទៀតថាប្រសិនបើលោកម្ចាស់ឆាន់ហើយសេះសល់បានយើងសេះសាំងខ្លះមិនដឹងជាល្អមិនទេណក្រឹមតែគិតប៉ុណ្្នឹងស្រាប់តែ លោកម្ចាស់ហើយនោះដឹងទៀតញាតិញោមដឹងទៀតក៏ខំឆាន់ប្រញាប់ប្រញាប់ទៅដើម្បីបានសេះសល់ខ្លះក៏តាំងចិត្តអត្តថានសុំឲ្យបាទនឹងដែតមករូបព្រះរាជាវិញមកស្រាប់តែពេលនឹងបាទនឹងដែតទៅញាតិញោមសេះសាំងដែលសេះសល់ពីលោកនឹងអណ្ដែតទៅរូបព្រះរាជាវិញបានព្រះរាជានឹងចាប់ចាយទៅសេះបន្តិចទៅអាមាត្យបន្តិចទៅខ្លួនព្រះអង្គបន្តិចទៅសោយសពគ្រប់ប្រការអស់ហើយទៅ ក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញទេតាំងបើសិនជាបាទនឹងដែរទៅវិញទៅទេវាអត់សមទេអញ្ចឹងគួរតែមានទេយធัวខ្លះដាក់ក្នុងបាទនឹងក៏យកកន្សែងជាយកន្សែងកន្សែងដែលវិចបាយរត់តាមដែលវិចបាយរត់ចូលព្រៃនឹងឯងជូតបាទឲ្យស្អាតទេដាក់ក្នុងបាទតាំងចិត្តថាសូមលោកម្ចាស់ទទួលនៅទេយធัวនេះផងចុះបាទនឹងក៏ដែរទៅរស់លោកវិញ រឿងនឹងញាតិញោមតាមរឿងនឹងទេព្រះរាជាប្របាទទុតថាគាមនីអភ័យមិនមែនធ្វើបុណ្យតែប៉ុណ្្នឹងទេលោហៈប្រសាទដីសុវណ្ណមានលកៈចេតដីក្តីនឹងបុណ្យតែទេតែយ៉ាងច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសប្បាយប្រទីឈៀងការដាក់បាត្រក្នុងព្រៃនឹងទេនឹងជាកំណត់ហេតុមួយដែលថ្មចង់លើកឡើងថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរជីវិតយើងម្នាក់ៗវាមានរឿងអីពិសេសក្នុងការធ្វើបុណ្យក៏អញ្ចឹងដែរ អញ្ចឹងគឺថាពេលដែលយើងជាតិស្លាប់ពេលដែលយើងឈឺធ្ងន់ទៅគឺយើងរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានសប្បាយចិត្តនឹងហើយឲ្យកូនក្តីឲ្យចៅក្តីអានឲ្យស្ដាប់ថាម៉ែឆ្នាំមុនធ្វើបុណ្យអីខ្លះហ្នឹងអូរាប់បាទប្រសងវត្តបោយចៅចូលចាក់ដីប្រមាណឡាណោះចូលធ្វើអីអីអញ្ចឹងទៅកឋិនក្តីការប្រាក់ក្តីបុណ្យអ្វីៗទៅទេក្តីគឺថាយើងមានកំណត់ហើយអញ្ចឹងទៅគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញសារឡើងវិញ สบายจัดนั่งคือเจียจมน้อยละอ้อได้ทั่วเงียนโยมสบายจัดเปิลได้ยังเจ็ดสลับนั่งนั่งสมอาตโมตินีนั่งดอนมองให้เงียนโยมปนังเจ้านั่งไอ้เปิลใครได้ตกรอบมาประซองจังยมประกาศนาธรรมสมโจรวมเจียธรรมกัฏฐาเตตวงตั้งนั่งสัทเทียบุญยางให้ประวัติเรื่องราวใน ការសប្បាយប្រទេសរបស់ព្រះបាទទុតថាគាមនីអភ័យនៅប្រទេសស្រីលង្កាចង់ឲ្យញាតិញោមមានកំណត់ហេតុគ្រប់គ្នាក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងដើម្បីយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលណាមួយដែលយើងបំរុងនឹងលីចាលោកនេះសូមអនុមោទនា